Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Mark Channel và mình là Thế Anh. Thời tiết của Hà Nội hôm nay thì khá là lạnh. Tuy nhiên thì mình sẽ mang tới cho các bạn một thông tin cực kỳ là hot, cực kỳ là nóng bỏng. Đó là thông tin về chiếc điện thoại Xiaomi Mi Mix 2S. Chiếc điện thoại này hot ở chỗ đó là nó có thiết kế trông cực kỳ là giống so với iPhone 10 của Apple. Như vậy là mới chỉ vài tháng kể từ khi mà chiếc điện thoại Xiaomi Mi Mix 2 được trình làng. Thế nhưng thì Xiaomi đã dục dịch lên kế hoạch để cho ra mắt cái phiên bản nâng cấp của chiếc điện thoại này. Tiếp nối truyền thống của mình đó là cho ra mắt những chiếc điện thoại có cấu hình khủng, thiết kế đẹp cũng như là một mức giá thì vô cùng mềm khi mà so với các flagship khác đến từ các đối thủ như là Samsung hay là Apple. Xiaomi Mi Mix 2S hứa hẹn sẽ là một bom tấn của startup tỷ đô đến từ Trung Quốc này. Mới đây thì chúng ta đã đón nhận những thông tin Xiaomi sẽ trình làng chiếc Mi Mix 2S bên cạnh mẫu flagship Xiaomi Mi 7. Mi Mix 2S là phiên bản nâng cấp nhẹ của chiếc Xiaomi Mi Mix 2 được giới thiệu vào hồi năm ngoái. Và chiếc smartphone này thì được đồn đoán là sẽ xuất đầu lộ diện tại sự kiện MWC 2018. Tuy nhiên thì theo một số nguồn tin nội bộ lại cho rằng là chiếc Mi Mix 2S này sẽ được chính thức ra mắt sớm hơn so với dự kiến. Cụ thể là sẽ được giới thiệu trước sự kiện MWC 2018. Năm nay thì trái tim của đứa con cưng của nhà Xiaomi sẽ là con chip Snapdragon 845 với xử lý hàng đầu đến từ nhà sản xuất Qualcomm của Mỹ. Chưa hết thì theo tài khoản MMDDG trên Twitter đã tiết lộ rằng là chiếc Xiaomi Mi Mix 2 sẽ là chiếc điện thoại đầu tiên sở hữu con chip Snapdragon 845 để vượt qua những các khổng lồ xứ kim chi là Samsung với bộ đôi là Samsung Galaxy S9 và S9 Plus. Và rất có thể thì Xiaomi sẽ công bố người kế nhiệm của chiếc Mi Mix 2 trước ngày 25 tháng 2 bởi vì đây chính là cái thời điểm mà sự kiện Samsung Galaxy Unpacked diễn ra. Tuy nhiên thì các fan của hãng Xiaomi thì cũng chưa thể vội mừng bởi vì nhiều khả năng là chiếc Mi Mix 2S sẽ rơi vào tình trạng giống như là chiếc Sony XZ Premium năm ngoái, đó là nó chỉ giành được cái danh hiệu đầu tiên sở hữu từ tháng 2. Nhưng mà đến tận tháng 6 thì mới có thể ra mắt bởi vì là ông lớn Hàn Quốc Samsung đã nút chọn cái mẻ Snapdragon 845 đầu tiên. Còn về những thông số kỹ thuật khác thì hiện tại vẫn chưa có nhiều thông tin rò rỉ khác liên quan. Tuy nhiên thì theo truyền thống hàng năm của Xiaomi, người dùng chúng ta vẫn sẽ có rất nhiều sự lựa chọn về cấu hình cũng như là bộ nhớ trong. Về ngoại hình thì đây chính là điểm nhấn sáng nhất của chiếc điện thoại này. Dòng điện thoại Xiaomi Mi Mix thì được sinh ra với sứ mệnh là khuất chia công nghệ của hãng điện tử Trung Quốc. Những chiếc điện thoại Xiaomi Mi Mix thì luôn được sở hữu cấu hình cực kỳ là độc đáo, phần viền màn hình thì siêu mỏng và thiết kế thì vô cùng sang trọng. Và chắc chắn là chiếc Mi Mix 2S sẽ tiếp tục cái phát huy cái sứ mệnh này. Trước đây thì Mi Mix 2S cũng đã từng bị rò rỉ khá là nhiều hình ảnh thực tế cũng như là render trên mạng. Bức ảnh đầu tiên cho chúng ta thấy là thiết kế tai thỏ không khác gì nhiều khi mà so với chiếc iPhone 10 của Apple. Còn theo những hình ảnh do SlackLeak cung cấp thì diện mạo mới của chiếc Mi Mix 2S rất độc đáo khi tối ưu hóa gần như là toàn bộ phần diện tích mặt trước, chỉ để lại một phần rất nhỏ trên cùng góc phải cho camera selfie. Và khả năng cao là năm nay thì Mi Mix 2S cũng sẽ được sở hữu cái thiết kế với tỷ lệ màn hình là 18:9 để có thể tối ưu hóa nhất cái phần hiển thị cũng như là tạo cảm giác thoải mái hơn khi cầm nắm. Mặt sau của máy thì sẽ không có quá nhiều khác biệt khi mà so với chiếc Mi Mix 2 trước đây, với chỉ một camera duy nhất cùng với cảm biến vân tay được dát vàng 18 carat cùng với chất liệu gốm quen thuộc. Về phần giá bán thì hiện tại mức giá dự kiến của nó rơi vào khoảng 4.000 nhân dân tệ, tương đương với khoảng 14,5 triệu đồng Việt Nam. Như vậy thì theo những thông tin rò rỉ gần đây thì nhiều khả năng là chúng ta sẽ có một chiếc iPhone 10 giống như là của Apple nhưng mà có mức giá rẻ hơn rất nhiều đến từ Xiaomi. Và liệu rằng các bạn trông chờ những gì vào chiếc Mi Mix 2S lần này và các bạn mong chờ gì về thiết kế của nó thì đừng quên để lại ý kiến của mình phía bên dưới phần bình luận nhé. Còn xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye. Cùng subscribe kênh YouTube của Mark Channel để có thể cập nhật được những video hay và thú vị nhất về công nghệ cũng như là về giải trí. Nhớ bấm chuông nhá. Và đừng quên tham gia vào group Mark Mobile chăm sóc khách hàng để có thể nhận được sự tư vấn nhiệt tình nhất đến từ các thành viên của Mark Mobile nhé.